Nha xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC trên băng tần 7.8 và trên hệ thống Galaxy 19 toàn các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Thưa quý vị, như chúng ta đã từng nằm lòng câu nói mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hình ảnh mái chùa đã gắn liền với bao thế hệ của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay. Ngày hôm nay trên mảnh đất thần kinh của xứ Huế, Tuyết Nha xin mời quý khán giả cùng theo dõi hành trình cùng đến viếng thăm và lễ chùa với đài truyền hình IBC. Ngay tại đây, Tuyết Nha đang đứng trước cổng tam quan của chùa Báo Quốc. Người dân địa phương ở đây vẫn thường biết tới ngôi chùa này là một địa danh nổi tiếng trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam, mà đặc biệt là Phật giáo xứ Huế. Một số người dân đã gọi chùa Báo Quốc hoặc là chùa Báo Quốc. Tuy nhiên, tên gọi đầu tiên của ngôi chùa này lại là Hàm Long Sơn Thiên Thọ Tự và đã được Thiền sư Giác Phong thành lập vào cuối thế kỷ 17 trong thời kỳ Chúa Nguyễn Phúc Tần. Hôm nay, Tư Nhà rất có duyên đã được đến viếng thăm và lễ chùa Báo Quốc. Và Tuyết Nha xin kính mời quý khán giả cùng với Tuyết Nha, chúng ta hãy cùng đến viếng thăm và lễ bái chiêm ngưỡng một trong những thánh tích Phật giáo của Việt Nam, đặc biệt là tại xứ sở thần kinh của Kinh Đô Huế. Chùa Báo Quốc tọa lạc ở đường Báo Quốc thuộc phường Đúc, thành phố Huế. Chùa Báo Quốc ban đầu có tên là Hàm Long Thiên Thọ Tự, do Thiền sư Giác Phong xây dựng vào cuối thế kỷ 17, vào đời Chúa Nguyễn Phúc Tần. Đến năm 1747, Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban cho chùa tấm biển Sắc Tứ Báo Quốc Tự, có ghi dòng chữ Quốc Vương Từ Tế Đạo Nhân Ngự Đề. Chùa được xây dựng theo kiểu chữ khẩu trên đồi Hàm Long, rộng khoảng 2 hectare. Qua khỏi cổng tam quan cổ kính là một khoảng sân đất có hai hàng cổ nhãn uy nghi. Tiếp đến là một khoảng sân trên trồng nhiều cây tùng có lan can bao bọc. Chánh điện của ngôi chùa ẩn sau tán cây ngọc lan trầm mặc và hiền hòa. Trong chùa thờ tự rất trang nghiêm. Vào năm 1808, Hoàng hậu Hiếu Khương cho tái thiết ngôi chùa, xây cổng tam quan, đúc đại hồng chung, bảo khánh và đổi tên chùa là chùa Hàm Long Thiên Thọ Tự và đã thỉnh mời thiền sư Phổ Tịnh làm trụ trì. Đến năm 1824, vua Minh Mạng ngự thăm chùa và sắc tứ tên Báo Quốc Tự. Nhà vua đã tổ chức đại giới đàn tại chùa này nhân lễ vạn thọ tứ tuần đại khánh vào năm 1830. Đến năm 1858, do chùa bị hư hỏng nhiều, vua Từ Đức và Hoàng Thái Hậu Từ Dũ đã ban tiền để trùng tu ngôi chánh điện và những công trình khác. Vào những năm 1930, chùa đã có nhiều đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo. Năm 1935, trường sơ đẳng Phật giáo được mở tại chùa. Đến năm 1940, trường cao đẳng Phật giáo cũng được mở tại đây. Năm 1957, Giáo hội Tăng già Thừa Thiên và Ban quản trị chùa đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa. Hòa thượng Thích Trí Thủ, vừa là giám đốc Phật học đường, vừa là trụ trì ngôi chùa, đã có những đóng góp to lớn cho Phật giáo nói chung và cho việc tái thiết ngôi tổ đình trang nghiêm với những nét kiến trúc cổ kính nói riêng. Từ năm 1959 đến trước năm 1975,
trường trung tiểu học Tư Thục Bồ Đề Hàm Long ra đời. Đây là một ngôi trường đã lưu dấu nhiều kỷ niệm đẹp của bao thế hệ Tăng Ni và Phật tử Huế. Ngày nay, tên trường Hàm Long chỉ còn là một tấm bảng rêu phong ngay ngã ba Điện Biên Phủ, Bảo Quốc, là dấu tích một thời và cũng là kỷ niệm ngọt ngào như giếng nước Hàm Long. Giếng Hàm Long, theo bia Hàm Long tỉnh, thì giếng Hàm Long nằm ngay dưới chân đồi Hàm Long, xuất hiện cùng thời với Hòa Thượng Giác Phong Khai Sơn, tức vào khoảng năm 1674. Giếng có một mạch nước theo lỗ đá phun ra như vòi rồng, có nước trong, thơm và ngọt. Nước của giếng này sau đó được tiến dâng lên các chúa, còn người dân thì tuyệt đối không được phép dùng. Từ đó nó trở thành một giếng thiêng, giếng cấm. Cho nên mới có câu ca dao: chùa Hàm Long thơm trong giếng cấm, diêm tiêu nào ngăn được nước trong. Chùa Bảo Quốc nổi tiếng phong cảnh đẹp, cây cối quanh năm xanh phủ u tịch, ngôi chùa với những kiến trúc cổ kính nằm khuất trong những tàn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Xưa nay, ngôi chùa nổi tiếng có nhiều loài cây và loài hoa quý. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều có tao nhân mặc khách lui tới viếng thăm ngôi chùa. Ngày nay, chùa Bảo Quốc là một trong những địa chỉ không chỉ của những khách hành hương khắp nơi mà còn của du khách đến Huế du lịch. Phong cảnh thiên nhiên và những kiến trúc cổ kính của ngôi chùa Bảo Quốc có thể nói là một danh lam thực thụ. Toàn cảnh của ngôi chùa này đến nay vẫn còn giữ được hồn xưa tĩnh mịch.